mà nên nhớ, mình họ Thiên, mình thờ cha, mình cần học Phật thì học ở đây, nhưng mà đừng mình vẫn giữ, tại vì họ Thiên chúng ta là sau này 3.000 năm thống nhất đạo trên thế giới, là mình nửa đời nửa đạo, đời cho đáng đời, giống như kiểu sư phụ, đạo cho đúng đạo, chứ không phải ở đây mấy thầy ở đây là cắt hái ly thân, mấy con mà cầm 1.000 đô mà cúng dường mấy ổng không ngó, không có ông nào có điện thoại hết, mấy con chịu nổi không? Không nổi đúng không? Thì mình học cái gì của người ta một phần ở đây mình học, còn cái chuyện của mình là chuyện của mình, tại vì cái quốc gia của mình á thiếu tinh thần đạo đức, thiếu dinh dưỡng, tức là thiếu đồ ăn, còn nghèo, thì chúng ta không có được phước như những người Đài Loan ở đây. Họ giàu, họ có đầy đủ, thì chúng ta phải nửa đời để mà giúp dân tộc chúng ta phát triển mạnh lên. Rồi đứa nào muốn cắt ái ly thân thì để cho khi nào Việt Nam thành cường quốc như kiểu Đài Loan nó giàu quá đó, thì lúc đó cắt ái ly thân. Còn bây giờ nửa đời nửa đạo để mình cứu 100 triệu dân của mình. Thứ nhất, mình thoát khỏi các nô lệ của Trung Cộng. Thứ hai, dân của mình được cơm no áo ấm. Nhưng mà mình cũng đang tu chứ đâu phải là mình bỏ buông hết đâu. Mình cũng về trời. Thì hỏi Thiên vậy. Còn những gì mà kinh của Thiên Tâm đọc thì các con cứ đọc. Nhưng mà muốn học thêm á, thì lên đây học thêm.